con đi chợ. Con. Ủa, nó đi đâu hết rồi? Để mình gọi con gọi. Guys, catching up, guys. Oh, 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 shoot, guys, it's my mom. Pause it, Hello? Con hả? Mẹ con đi chợ. Con đâu rồi? Oh, I'm not at home. Con đang học bài. Mẹ mà không đi chợ là cả nhà mình nhịn đói đó. Con không thể được. Just use the app on your phone. The Uber app, con để trong phone, mẹ nhìn phone đi. Just put in the address and they'll pick you up. Okay, con đang busy. Bye mom, love you. Let's go. Hello, hello. Thằng ba. Để coi Uber app. Địa chỉ chợ Việt Nam. 30 phút. Xe nó ngay đây mà 30 phút hả? Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. What? What? Không mang seat belt hả? Hả? Seat belt. Thôi. Trường hợp này đã xảy ra cho các bạn chưa? Các bạn có tin tưởng những người chở các bạn đi và về không? Tại Thanh Tâm Uber, chúng tôi sẽ dùng tất cả những dụng cụ tân tiến nhất để chuyên chở các bạn đi và về rất là an toàn. Chào các bạn, welcome to Thanh Tâm Headquarters. Chúng tôi có nhiều huynh trưởng làm việc 24/24, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Chúng tôi sẽ dùng Thanh Tâm Transporter, một technology chưa từng có. Chúng tôi sẽ đưa đón các bạn tới mọi nơi mọi lúc trong chớp mắt. Các bạn sẽ cảm thấy an toàn và hài lòng với Thanh Tâm Uber. Xin các bạn hãy gọi 1-800 tới liền. Một lần nữa, số phone number là 1-800 tới liền. Xin các bạn hãy tin tưởng chúng tôi và gọi cho Thanh Tâm Uber.